Rồi chào anh em nha, hôm nay mình chia sẻ cách sơn chống cháy cho bô xe máy đã cũ. À, đây là cây bô quen pha. Cái cổ nó xét rồi mình lấy cước mình chà cho nó sạch. Còn cái chỗ sơn này thì anh em muốn đánh luôn cũng được, đánh cho sạch cũng được nữa. Mình thì mình lấy nhám chà, nhám 400. Khi mà anh em chà nước á, anh em bỏ thêm xà bông vô thì chà nó mới sạch được. Khi mà chà sạch rồi thì phơi nắng cho nó khô, còn không thì lấy bình phò mình phò cho nó nóng lên thì mình sơn. Nước sơn Samurai H2 sơn chịu nhiệt chống thấm xăng. Khi mà xài cái chai này anh em nó lắc cho kỹ, lắc qua lắc lại này, lắc chừng nào mà cho viên bi nó kêu, chứ họ đừng có lắc lên xuống nha, lắc qua lại nè, đó viên bi nó đang kêu đó. Ở trong sơn nó chứa bột nhiều lắm, nó lắc. Lắc xong rồi mình mới sơn qua một lớp. Sơn xong qua một lớp rồi đợi khoảng 20 phút. Rồi xong mình sơn lớp thứ hai. Rồi giờ anh em xem mình làm nha.